Rồi, chào mọi người nha. Đây bắt cá tô ong khủng ở trên cái cây bự đó. Đây có anh Sơn, anh Phụng, miền Tây sông nước. Đó. Rồi. Nó tiến hành mình lên mình xử con ong này coi. Rồi đánh nhanh rút gọn nha. Cây này lên tầm chắc cũng cả 10 mét. Quăng bây giờ là hiện trường. Đánh bơm liều chết vào tấu ăn. Sao ạ? Anh không có gọi hả? Mày lên được tắt nha. Đây là lúc còn bình yên. Rồi lên nha. Không thảo bự gì em phái. Em ghét nó nhỏ nhỏ luôn. Cháy không con? Mà sao không cháy vậy? Leo cây nói là 4 lít nè mọi người. Sơn hãy nói như ta bay 2 đến mấy 3 lít. Nói là 3 lít 30 lít lại. Không hổ lớn, không phụ. Chuyên nó dài, không xếp mặt nữa. Con bự lắm nha. Khủng luôn nè. Cả mét rưỡi á. Hả? Con cả mét rưỡi á. Quá. Quá trời ổng ông bự luôn. Kinh dị luôn vậy nè. Quá. Quá khứ mọi người ơi. Quá đã. Sao đâu mặt xẹp ta. Chết mẹ rồi. Ông khủng mà mặt yếu dữ vậy. Sao kỳ vậy ta? Hả? Nó chừng lít mặt chứ không biết được không nữa. Kỳ trời. Hả? Ông quá khủng luôn mà mặt. Yếu quá yếu. Không chỉ kèo nó mới đau. Mặt nè. Từ từ chứ. Cây nhỏ quá không chỗ đứng nữa nè. Bọc vô, bọc vô, bọc vô. Thôi ngạt thở. Mẹ cháy vò.
Ôi, mọc khó cắt quá. Lít mặt cái gì? Từ từ anh, làm sao gấp được. Em lên đây rồi em không có gấp. Im đó. Rồi ok. Chỗ này đặt sao bắt nhiều nha. Rồi xong rồi, tạm biệt mọi người nha. Họ chạy xuống đó đã. Dạ. Cái tôm bự quá. Mới mà kỳ gì ta, mẫu cũ này mặc nhiều, mẫu mới ít. Rồi xong rồi, dập lửa đàng hoàng nha. Đi, đừng bỏ nó chung rồi, cho nó trống trống á. Chạy cào cái ngon biết nhiều, không chạy cào. Nó chạy cào có dữ lắm luôn. Mệt. Dục chưa? Đuối hả? Nó kinh cây trong trống dục. Nó để nó lan ra mệt lắm á. Rồi đi. Quay nó vậy. Ừ. Trời ơi, trời. Tắt đi được rồi. Dành thời gian mấy mẫu kia. Cũng hết rồi, sắp hết mẹ nó rồi. Bắt ô nhanh, ô ông quá, nhanh lẹ. Lít có trên, cứ lít trơn trơn, em múc múc mẹ trơn. Nó hồng đó đúng mà chạy kèo, hồng già mà em nhìn thấy. Ê hết hồn. Má búng được cá rồi, búng ra. Tưởng đâu con gì dí nữa chứ. 3 tỷ chưa chịu xuống nha. Nè. Thôi. Rồi lấy ok. Con mới còn ít đó, mà nửa giờ nấy sao ha. Ừ, hơn lít chứ. Ừ, nó vậy đó. Cái lít ngoài ha. Hơn lít mặt ngon, ngon quá. Nè, yeah. cục chua chua nè. Mấy gì toàn ăn chua chua không, không ăn gì chứ. Ăn chua chua chua. Có một chuyện này. Người ta lấy cái này người ta nấu sáp nè. Ta làm gì? Kêu bằng cái gì? Nấu bạch nha. Cái gì? Cái gì bạch nha nè. Cắt ra. Lấy ra bán trăm mấy ký đó, nấu ra. Sáng giờ đựng thùng rồi 7-8 lít rồi. Ngày đi hai mấy lít. Chán quá. Nghe nó thấy ớn không? Ngày đi hai mấy lít. Ở đây là gừng quang không rồi nha. Dám bỏ hứa luôn. Cái sao này dưới tụi bác của ông dưới 3 lít nữa tụi. Đúng rồi, đợt sao nhiều. Sửa thêm đi mà, đợt sao dữ lắm mà. Đây không. Không. Rồi. Nó dí tới đây rồi. Rồi cứ chịu phá thôi đó. Rồi. Hồi nãy bớt lên nhìn thấy hai xe còn sen thủng tiêu hết hồn chưa. Nó nhìn kỹ xe ổng tút ở trong. Hồi nãy
nhiều quá, em cho 2-3 chai nước suối thôi. Tạm biệt mọi người nha.